Kính thưa anh chị em, tôi cũng được vinh dự chủ sự lễ khấn của các dòng Đa Minh mấy lần rồi, nhưng mà thực sự ra cũng không để ý lắm. Hôm nay bước vào nhà nguyện của hội dòng Đa Minh Rosalima thì tôi chú ý, thì tôi thấy hơi khác khác với một vài dòng khác là các chị em ngày hôm nay không thấy đội vòng hoa. Nó khác với một vài dòng khác, có dòng đội, dòng không đội. Tôi không quan trọng lắm, nhưng mà tôi thấy nó khác. Nó khác nhưng mà tôi đã tính nói rồi, nên tôi cứ nói. Đó là ngày hôm nay chúng ta bước vào lễ khấn của hội dòng, của một tu sĩ mà chúng ta thấy, nếu có vòng hoa thì chúng ta sẽ thấy nó có nét nó hơi giống lễ cưới. Cô dâu ngày bước lên xe hoa thì phải có cái vòng hoa, xe hoa vậy, đầu phải có hoa, áo cưới. Rồi đặc biệt nữa thì các chị em lát nữa đây thì sẽ được trao một cái nhẫn cưới. Cái đó thì giống các cô. Thế anh chị em, đúng thật cái bầu không khí của ngày lễ khấn này nó là bầu không khí của niềm vui. Không biết lát nữa chị em khấn có khóc không thì không biết. Ai khóc thì thôi, bề trên cho về thì thôi. Bầu khí hôm nay là bầu khí của niềm vui. Bầu khí giống như ngày lễ cưới vậy đó. Anh chị em thấy các bài đọc lời Chúa, nhất là bài đọc thứ nhất, Kinh Thánh nhiều chỗ lắm, cho chúng ta thấy cái đời sống của một người môn đệ Chúa, và nhất là những người được kêu gọi trong đời sống thánh hiến, đó là một cái lời mời gọi để thiết lập một cái giao ước tình yêu. Và trong sách Tiên tri Ô-rê chúng ta vừa nghe đó, lời Tiên tri Ô-rê nó rất là rõ, ta sẽ kết hôn với ngươi bằng cái hôn ước vĩnh cửu. Ngày hôm nay không phải các chị chọn Chúa, mà chính Chúa chọn các chị để kết hôn, đính hôn các chị với Chúa bằng một tình yêu vĩnh cửu, trọn đời. Thực sự trong đời sống của nhân loại chúng ta, để diễn tả cái tình yêu có lẽ không gì mạnh mẽ bằng cái tình yêu gia đình, tình yêu hôn nhân, tình yêu vợ và chồng. Hai vợ chồng yêu thương nhau, gắn bó với nhau. Hai vợ chồng yêu thương nhau và cam kết đi với nhau trọn đời. Người ta hay gọi là, bây giờ gọi là hiệp hành đấy, hiệp hành với nhau trọn đời. Đó. Cho dù là có sự hy sinh, cho dù có sự mất mát, nhưng mà người ta vui mừng, hạnh phúc bởi vì người ta gặp được cái tình yêu của cái người bạn đời của mình. Vì gặp được cái tình yêu của người bạn đời cho nên sẵn sàng từ bỏ hết tất cả mọi sự. Những sự từ bỏ mà đôi khi người ta cảm thấy là suy nghĩ theo cái logic, cái tư duy của nhân loại người ta thấy nó là vô lý. Nhưng mà cái tình yêu nó vượt lên trên cái sự hợp lý của nhân loại. Tình yêu nó có cái lý của nó. Một cái lý đấy nó vượt lên trên những cái mà mình nghĩ rằng nó hợp lý, nó phù hợp với cảm nghĩ, với sự suy tính của mình. Chắc là anh chị em cũng đã gặp nhiều rồi. Và tôi gặp mấy trường hợp người ta kết hôn với nhau cách hết sức đặc biệt. Có một cô kết hôn với một anh bị khuyết tật, ngồi xe lăn trọn đời. Trước khi cưới thì đã ngồi xe lăn rồi, nhưng mà đồng ý và hạnh phúc vui tươi kết hôn với cái người khuyết tật đó, và cả một cuộc đời sống hạnh phúc vui tươi, hàng ngày buôn bán bánh kẹo đủ sống thôi. Bao nhiêu lời mời gọi thì cô ấy đã từ chối để kết hôn với một người khuyết tật, mà cảm thấy hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Rồi trong mấy năm trước đây ở Phát Diệm, tôi cũng thấy có một cái trường hợp đặc biệt lắm. Có một cô ấy yêu thương một anh kia, nhưng mà sau đó thì anh ấy bị tai nạn. Tai nạn là bị liệt và dập hết từ lưng trở xuống. Nhưng mà cô này vẫn một lòng yêu anh ta, hàng ngày chăm sóc cho anh ta, và nhiều lần đã viết thư với tôi để xin được cử hành hôn lễ với anh bị tật nguyền đấy. Tôi không làm, tôi không chứng hôn bởi vì cái hôn phối nó không có thành được. Nhưng mà cô đấy sẵn sàng ở với người đấy và cho tới bây giờ vẫn hàng ngày trung thành với cái tình yêu ban đầu của mình. Bao nhiêu người mời gọi, bao nhiêu người hỏi mà không chấp nhận. Thế anh chị em, một vài chuyện như thế trong cuộc sống của chúng ta nó nhiều lắm. Để cho chúng ta thấy rằng cái tình yêu hôn nhân, cái tình yêu đích thật đó, nó vượt lên trên cái sự suy nghĩ của con người.
Cái sự suy nghĩ gọi là suy tư hợp lý, cái logic của con người, cái sự tính toán của con người. Chúng ta bảo nó phi lý bởi vì chúng ta đứng ở ngoài, còn những người trong cuộc thì bảo nó có lý. Và vì người ta đã gặp được tình yêu như thế thì người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự, miễn là để được tình yêu. Và vì có tình yêu cho nên người ta hạnh phúc trong cái sự chọn lựa của mình. Thưa anh chị em, trong tình yêu nhân loại còn như thế, thì huống nữa là trong ơn gọi của một đời sống tu trì theo tin mừng. Chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi những người môn đệ đi theo Chúa. Chúa đòi hỏi cái tính triệt để. Không phải vì tôi thấy nó logic, không phải vì tôi thấy nó hợp lý, không phải vì tôi thấy nó hay, nhưng mà theo Chúa là triệt để, tận căn, dám đánh mất tất cả mọi sự thì mới theo Chúa được. Ở theo Chúa thì chúng ta cũng nghĩ là phải có chút tiền, chút bạc ấy. Chúa bảo không, con cáo có hang, con chim có tổ, con có người không có chỗ dựa đầu, không có gì hết. Theo Chúa rồi nhưng mà muốn xin về để chôn cất cha mẹ, hợp lý quá. Và Chúa bảo thôi kệ nó, để người sống, để người chết chôn kẻ chết, còn anh theo nước Thiên Chúa. Chúng ta bảo phi lý, nhưng mà Chúa bảo đã đi theo nước Thiên Chúa thì phải là như thế. Rồi theo Chúa rồi nhưng mà muốn xin về nhà để tử giã bố mẹ, thôi cứ đi đi, nhìn đằng trước thôi, đừng ngoái lại đằng sau làm gì nữa, phi lý. Nhưng mà có phi lý như thế thì mới theo Chúa được. Chúng ta đòi sự hợp lý không theo được. Và hơn ai hết, chính Thánh Phaolô cho chúng ta cái kinh nghiệm đó. Từ khi Ngài gặp được Chúa rồi thì Ngài theo Chúa trọn vẹn. Tôi đã được Đức Kitô chộp lấy, bắt lấy, và tôi hạnh phúc trong cái tình yêu đó. Cho nên tôi coi tất cả mọi sự là rác rưởi so với cái một cái mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu, được yêu mến Chúa Giêsu, được đi theo Chúa Giêsu. Một cái tình yêu triệt để như thế. Thưa anh chị em, các riêng chúng con thân mến, hôm nay chúng con sẽ phải trả lời với Chúa bằng một tình yêu triệt để như thế. Khấn trọn đời. Trọn đời là triệt để chứ gì nữa. Trọn đời không phải vì cái thời gian cho tới chết. Mà để khấn trọn ở đây có nghĩa là khấn trọn vẹn cái cuộc đời của mình cho Chúa. Khấn trọn không phải chỉ là trọn về thời gian, nhưng mà trọn về cái sự cam kết, trọn về cái sự từ bỏ trọn vẹn cho Chúa. Triệt để. Lát nữa anh chị em sẽ thấy những tại xin lỗi gọi những cô này đi. Đấy. Cô này bây giờ ở ngoài đời thì chắc là không khó mà kiếm được tấm chồng đâu. Nhưng mà tại sao? Bởi vì đã gặp được một tình yêu. Một tình yêu này nó mạnh mẽ, nó làm cho các chị em sung sướng hạnh phúc đến độ dám chấp nhận từ bỏ tất cả mọi sự theo Chúa tuyệt để. Chúng ta thấy đi tu có chút tiền để mà lo các việc riêng của mình hợp lý, mà theo Chúa là triệt để. Các chị em sẽ khấn trọn đời, không giữ tiền, không có tiền, gửi tiền hết, cần thì đưa xin. Triệt để. Cho nên khấn rồi mà còn giữ tiền túi là nguy hiểm. Có khi có đấy. Cái sự hợp lý là gì? Đi theo Chúa thì tôi cũng có tự do chứ, tại sao tôi phải xin phép? Xin phép là cái sự phi lý, mất tự do. Nhưng mà chính trong cái sự phi lý đấy, nó còn có cái sự hợp lý của cái tình yêu mến, vâng phục trọn vẹn để mình được tự do. Tự do trọn vẹn và làm mình làm cho cái đời sống của mình được chuyển nở, phát triển cao cả hơn. Rồi theo Chúa mình cũng có một những cái mối quan hệ tình cảm với gia đình, với những người quen biết chứ. Tại sao không được? Tại sao lại cam kết trọn đời trinh khiết, độc thân? Nó có vẻ cái như là ngược đời. Không những là phi lý mà còn ngược đời nữa. Nhưng mà các chị em này đi theo Chúa đã gặp được cái tình yêu nó lớn hơn cái tình yêu nhân loại. Với thế anh chị em, riêng chúng con thân mến, chúng ta bước vào đời tu ngày hôm nay, chúng ta cam kết trọn đời. Chúa đòi chúng ta sự triệt để.
Thế mình còn dùng rằng, mình còn tính toán thì không theo Chúa được. Mà trên bình diện cộng đoàn cũng thế thôi. Dòng tu nào mà còn để ý tiền bạc, cơ sở vật chất, rồi những cái sự hoạt động theo ý riêng mình, dòng tu ấy không triệt để, không phát triển được. Cách đây mấy năm, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, tôi mới cho quyết định giải thể một hội dòng. Và Ngài nói thế này, cái chết của hội dòng này đã được báo trước. Bởi vì hội dòng này để ý tiền bạc nhiều quá. Và họ đã chọn một cái chết êm ái. An tử đó, chết êm ái. Cứ đi theo tiền, cơ sở vật chất, rồi thì từ từ tinh thần tin mừng không còn nữa, đi xuống, và cuối cùng cái chết đã được đoán từ trước. Thưa anh chị em, triệt để. Tin mừng đòi hỏi chúng ta cái sự triệt để ấy. Và chúng ta có triệt để thì chúng ta mới góp phần biến đổi thế giới được. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta bằng một tình yêu triệt để, cho nên mới cứu được chúng ta. Chúa không yêu cái nửa vời, không yêu theo cái sự hợp lý. Thánh Phaolô cũng triệt để, cho nên Ngài mới cảm hóa được và rao giảng tin mừng được cho dân ngoại. Chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta không triệt để thì cùng lắm chúng ta chỉ là một cái tổ chức từ thiện xã hội mà thôi. Chúng ta không làm chứng cho tin mừng được. Chỉ làm chứng cho tin mừng khi chúng ta đặt tình yêu Chúa trên hết và vì tình yêu Chúa dám đánh đổi mọi sự. Và chỉ có khi nào có triệt để như thế, chúng ta mới góp phần thay đổi cái xã hội của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ lại. Chúng ta đi theo Chúa không phải vì chúng ta muốn làm cái này làm kia, nhưng mà vì chúng ta muốn là chứng nhân cho Chúa. Tôi nói như vậy thì không biết anh chị em có tin không? Giờ tôi không tin thì hỏi bà lão hôm nay mừng 60 năm khấn dòng. Chúc mừng bà, mừng Ngọc Khánh. Đấy. Bây giờ cho bà chọn lại. Bà có chọn không? Ngày xưa khấn, có thể là mình lỡ khấn không? Chắc không lỡ đâu. Bởi lỡ thì không còn tồn tại tới ngày hôm nay ngồi đây đâu. Bà vẫn còn tỉnh táo, nãy tôi nói chuyện rồi. Tỉnh táo lắm, không phải là điếc đâu. Nếu bà chọn lại ngày hôm nay, bà cũng chọn lại thôi. Và có thể nói là bà không hối tiếc vì đã chọn theo Chúa trong hành trình 60 năm này. Tôi nghĩ bà không hối tiếc vì những gì bà đã từ bỏ. Không hối tiếc vì những gì bà đã chọn. Nếu có hối tiếc chăng là hối tiếc vì mình đã không triệt để với Chúa. Có hối tiếc là hối tiếc cái đấy. Hối tiếc vì mình đã không triệt để, cho nên mình không góp phần được vào cái sự thăng tiến đời tu một cách dồi dào hơn nữa. Chúng các chị em ngày nay nhìn vào gương của các chị em mừng Ngân Khánh, rồi thì mừng Ngọc Khánh, để tiến bước mạnh mẽ lên, hăng say lên. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngày hôm nay đến đầy tràn trên các chị em, để các chị em được mạnh mẽ, vui tươi trong cuộc đời tận hiến của mình. Chúc các chị em hạnh phúc trong đời tu của mình. Amen.